nên đi đường khóc xót xa nhiều trào thêm nước mắt. Chiến tranh nào mà không tan nát, khói lên cao trắng tay màu, dân nghèo nằm trong gói giấy dưới chân tường nhà ai đang cháy. Đốt đêm đen trái châu treo thay đèn lấp lánh, câu chữ y lộ hàng xanh lửa bao thiêu tám nẻo đường hành. Đầu xuân sũng nộ gieo rắc tóc tàng, giờ đây những lửa vài tàn biến mô dày thêm, không quê hương suốt 20 năm ngoài lửa khói, cũng do một bàn tay anh mai. Nếu xa lạc thì không ai chuyến đường thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.